Đất đất Goose, Gống vịt Tiêu Lưu Ký là bộ phim hoạt hình duy nhất ra mắt thời điểm giỗ tổ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Trước câu hỏi dịp nghỉ lễ này gia đình nên đi đâu, Gống vịt Tiêu Lưu Ký chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu để cả nhà cùng nhau thư giãn khi mang lại hành trình vui nhộn, cười ra nước mắt và thông điệp mang tính giáo dục cho các khán giả nhí. Gống vịt Tiêu Lưu Ký xoay quanh câu chuyện về anh chàng ngỗng Pen gặp phải một tai nạn và vô tình đèo bồng thêm hai chú vịt con là Chi và Chao trên hành trình bắt kịp bầy đàn. Với tạo hình dễ thương và tươi sáng, bộ ba hoàn cảnh hứa hẹn đánh gục khán giả nhí bằng sự đáng yêu và vui nhộn. Trong khi ngỗng Pen có vẻ ngoài của một thanh niên trẻ trung năng động, đam mê tốc độ và nhào lộn trên không trung, thì Chi là cô vịt con xinh đẹp, dễ thương, thông minh và cực kỳ gan dạ. Đồng hành cùng Chi là em trai cô, Chao. Chao là một cậu vịt con hoạt bát, nhanh nhẹn, luôn tràn đầy năng lượng và sự tò mò. Đặc biệt, vì còn rất nhỏ nên Chao luôn thèm ăn một cách vô độ và có thể cho mọi thứ vào miệng để thỏa mãn cơn đói không bao giờ kết thúc. Bộ ba hoàn cảnh của ngỗng vịt Tiêu Lưu Ký sẽ đưa chân khán giả đi qua các phong cảnh xinh đẹp khắp chốn nhân gian, từ nơi thôn quê cho đến miền đồi núi, từ những cánh rừng xanh cho đến những ao hồ trong veo lấp lánh nắng, thậm chí là giữa những đầm lầy và hang động âm u. Khán giả sẽ như được lạc vào không gian của thiên nhiên, non nước xinh đẹp và cười té ghế với những tình huống hài hước mà Pen, Chi và Chao gặp phải. Khi cả ba dần trở thành một gia đình sau các cuộc tranh luận về cách tìm ra con đường để tìm kiếm bầy đàn, đó cũng chính là lúc những thông điệp ý nghĩa đằng sau câu chuyện được hé lộ. Ngỗng Pen được trưởng thành để hiểu ra sức mạnh của tình yêu thương vô điều kiện dưới hình hài hai chú vịt con, khi chúng xem anh chàng như là mama tuyệt vời nhất mà chúng có được. Bên cạnh đó, bộ phim còn mang lại bài học độc lập cho con trẻ, khi mọi người bất kể là Pen, Chi hay Chao đều phải biết tự chăm sóc mình và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Đặc biệt khi đặt chân đến Việt Nam, Ngỗng vịt Tiêu Lưu Ký sẽ được phát hành với phiên bản lồng tiếng Việt dễ thương, với ngôn ngữ đậm chất quê hương và gần gũi với khán giả. Tin chắc nội dung phim sẽ được khán giả đón nhận dễ dàng và thích thú hơn. Đất đất Goose, Ngỗng vịt Tiêu Lưu Ký khởi chiếu từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.